Chào tất cả các bạn, hôm nay em Digital xin hướng dẫn các bạn cách đổi tên Wi-Fi và đổi mật khẩu Wi-Fi của bộ phát Huawei B593 hỗ trợ bàn hai thiết bị kết nối. Chúng ta sẽ tiến hành lắp sim. Đây, ok, các bạn lưu ý chiều lắp sim nhé. Và tiến hành cấp nguồn cho bộ phát. Bộ phát là sử dụng nguồn điện 220 12V. Ok, chúng ta khởi động thiết bị. Bây giờ chúng ta sẽ chờ thiết bị khởi động. Khi nào mà thiết bị khởi động hết tất cả các đèn lên thì có nghĩa là chúng ta có thể kết nối đến để sử dụng được cả mạng. Và ok, thiết bị đã khởi động xong, các bạn lưu ý tất cả các đèn đã xanh là ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành kết nối. Thì các bạn lưu ý là chính cái dòng là dòng WAN LAN SSID đây, chính là tên Wi-Fi mặc định của thiết bị này. Và cái dòng tiếp theo đó dòng WAN WPA trên WPA2 chính là dòng mật khẩu mặc định của thiết bị. Chúng ta sẽ tiến hành kết nối đến thiết bị. Chúng ta tìm tên Wi-Fi. Ok đây, ta đã tìm thấy tên Wi-Fi rồi. Đây. Ok, chúng ta tiến hành nhập mật khẩu. Mật khẩu của này nó sẽ hơi dài và hơi phức tạp một chút. Chúng ta sẽ lưu ý là nó sẽ gồm cả chữ cả số và viết hoa. Chúng ta cũng phải viết hoa. C7D D E 902 F B 4460B. Ok, kết nối. Ok, vậy là chúng ta đã nhập đúng mật khẩu và thiết bị điện thoại của chúng ta đang kết nối thiết bị đây. Ok. Tiến hành kiểm tra test xem là đã có mạng chưa. Ok, vậy là đã có mạng rồi đó. Chúng ta thử mở một video clip nhé. Đâu nhỉ? Đây. Ok, thử một thiết bị rồi. Rồi, ok, đã có mạng. Chúng ta sẽ thử speed test xem nào. Ok, lên được khoảng hơn 20 MB.
Thì các bạn lưu ý là cái speed test này nó chỉ mang tính chất tương đối thôi. Bởi vì là nó sẽ phụ thuộc vào mạng từ khu vực, có thể có sẽ những khu vực sóng nó sẽ khỏe hơn hoặc có thể sẽ yếu hơn một chút, cái này thì nó là mang tính chất tương đối. Ok, vậy là xong, đã có mạng. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đổi tên wifi và đổi mật khẩu của thiết bị. Thì chúng ta mở trình duyệt web lên. Đây, để nó mở trình duyệt. Ok, chúng ta sẽ tiến hành là nhập địa chỉ IP của thiết bị ở đây. Nó sẽ là 192.168.1.1. Đó. Rồi, đây là giao diện trang quản lý của thiết bị. Thì các bạn lưu ý là nó sẽ ở dưới này nó sẽ có hai ngôn ngữ, một là tiếng Anh và hai là tiếng Đức. Thì chúng ta chuyển, nếu mà tiếng Đức thì chúng ta sẽ để chuyển sang tiếng Anh để cho dễ sử dụng. Đấy, ở đây nó vào nó mặc định là tiếng Anh rồi. Thì chúng ta tiến hành nhập mật khẩu đăng nhập vào thiết bị. Thì mật khẩu đăng nhập vào thiết bị chính là cái dòng số thứ hai, dòng chữ thứ hai ở đây. Đây, các bạn lưu ý đây, dòng thứ hai thì chia xuống. Đó. Ok, chúng ta bây giờ tôi sẽ đăng nhập vào 35B 30 30 B 61. Ok, chúng ta ấn vào login. Login. Ok, vậy là tôi đã đang tiến hành đăng nhập thành công vào cái trang quản lý của thiết bị. Giờ chúng ta tiến hành đổi tên wifi và đổi mật khẩu. Thì các bạn lưu ý ở cái thanh menu bên tay trái đây, chúng ta tìm đến cái dòng Geneva setting. Đó, chúng ta tích vào dòng Geneva setting. Tiếp theo, ở cái thanh Geneva setting này nó sẽ sổ xuống là một cái mục nữa là mục One. Thì các bạn nó lưu ý nó sẽ vào cái mục, chúng ta sẽ tích tiếp vào cái mục One setting. Đây, One setting. Sau khi vào One setting rồi thì đây, bên tay phải đây thì của tôi nó sẽ ra hai cái khung menu đây. Thì các bạn lưu ý đây, ở cái khung Interface Profile thì cái dòng đầu tiên là dòng SSID, thì cái dòng này chính là dòng tên wifi. Thì các bạn có thể đánh tên wifi bất kỳ ở đây. Ở đây tôi sẽ đánh là ND tù. Ok. Và tiếp theo cái dòng bên dưới nữa là nó sẽ có một cái dòng là WPA và chữ gạch ngang PSK. Cái dòng này chính là dòng mật khẩu mặc định của wifi. Chúng ta sẽ tiến hành đổi. Đây, tôi sẽ nhập mật khẩu là 123456789. Ok. Các bạn lưu ý nhé, mật khẩu thì ít nhất là 8 ký tự và tối đa 32 ký tự. Tên wifi cũng thế, một ký tự đến 32 ký tự. Và sau khi chúng ta đã điền tên wifi và điền mật khẩu mới thì chúng ta ấn vào submit. Submit. Ok, đây là bắt đầu modem đang tiến hành report để thay đổi tên wifi và đổi mật khẩu wifi mới. Thì ok, chúng ta thoát ở đây ra. Chúng ta sẽ tiến hành quay vào wifi của điện thoại, tìm wifi của điện thoại. Chúng ta sẽ tìm theo cái tên wifi mới. Ok, đây các bạn, đây các bạn để ý đây là tôi đã đổi tên wifi và đổi mật khẩu thành công rồi. Tên wifi bây giờ mới của tôi đây, bây giờ bắt đầu đã là ND Digital đây rồi. Chúng ta kết nối lại, nhập mật khẩu mới 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tiến hành kết nối. Ok, đã xong. Vậy là chúng ta đã tiến hành đổi tên wifi và đổi mật khẩu wifi thành công của bộ phát Huawei B593 4 cổng LAN hỗ trợ 32 thiết bị kết nối. Xin cảm ơn tất cả các bạn.